Anh chàng này là một sát thủ máu lạnh khiến ai nấy đều khiếp sợ. Mỗi khi nhắc đến tên anh ta thì đối thủ chỉ biết đái cả ra quần. Kiếm thuật của anh không một ai có thể sánh bằng. Tốc độ rút kiếm của anh còn nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của người yêu cũ. Anh ấy có thể một mình đối đầu với 500 người mà không hề mất một sợi lông nào. Thế nhưng vị lãng khách đẹp trai tên Kenshin này lại lập một lời thề không giết người nữa. Vũ khí anh sử dụng là một thanh kiếm lưỡi ngược để luôn nhắc nhở bản thân. Liệu đến cuối cùng anh ta có giữ được lời thề đó không thì mời các bạn cùng 10 điểm review xem bộ phim này nhé. Mở đầu là một trận quyết đấu sống còn giữa những người theo chế độ cũ và những người muốn xây dựng tương lai mới tốt đẹp. Trong trận chiến có một thanh niên múa kiếm cực kỳ ghê gớm, đó chính là Himura Batosai, một samurai siêu đỉnh với nhiều kỹ năng rất mạnh. Anh ấy thuộc môn phái Kamiya Kassinryu. Anh ấy còn được gọi với cái tên sát thủ khét tiếng. Khi anh rút thanh kiếm của mình ra thì tất cả mọi người sẽ ngã xuống. Bên phía Mạc phủ có một kẻ dùng kiếm giỏi, đó chính là Takeru Sato. Thằng cha này luôn mong muốn sẽ solo một trận với Batosai, nhưng có vẻ ngọn cờ chiến thắng đã bay lên. Phe Duy Tân đã giành thắng lợi. Batosai lúc này cũng không còn mong muốn gì hơn. Anh cắm thanh kiếm xuống đất rồi lặng lẽ rời đi trước sự nuối tiếc của Sato. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc thì trong cả đống xác chết có một người đứng dậy. Hắn là người duy nhất sống sót sau trận chiến. Hắn là một samurai của Mạc phủ. Bỗng hắn chạm vào thanh kiếm katana, một luồng sát khí đi vào người và hắn đã biết thanh kiếm này là của ai. 10 năm sau, Batosai giờ đây đã rửa tay gác kiếm. Anh trở thành một lãng khách đi chu du khắp nơi, cùng với đó lời thề sẽ không giết người nữa, và cái tên Batosai của anh đã đổi thành Himura Kenshin. Ở Tokyo bỗng có nhiều vụ án giết người. Hắn ta giết một ai đó rồi để lại một mảnh giấy. Hơn nữa hắn ta còn mạo danh mình là Himura Batosai. Kenshin lúc này đang đi dạo ăn kẹo hồ lô, vừa nhìn thấy biển báo thì một thanh kiếm gỗ chỉ vào cậu. Cô ấy là Kamiya Kaoru thuộc phái Kamiya Kassinryu. Vừa nhìn thấy anh chàng mặt sẹo này, cô đã nghi ngờ cậu ta là tên sát nhân. Chỉ vì anh có mang theo thanh kiếm bên mình mà cô gái Kaoru xông vào tấn công quyết liệt nhân vật chính của chúng ta. Kenshin lúc này chỉ biết né, rồi cậu giải thích cho cô gái đó biết sự thật về thanh kiếm của mình. Thanh kiếm anh ta đang mang là một thanh kiếm lưỡi ngược. Thanh kiếm này không thể giết người. Sau khi biết được mọi chuyện, Kaoru đã tặng Kenshin chiếc khăn rồi cô rời đi. Bên này tên đang ngồi hút tẩu thuốc đó là Takeda Kanryu. Hắn là một thương nhân, nhưng đó chỉ là danh nghĩa thôi, còn sự thật hắn ta là kẻ buôn bán mai thúy. Người chế tạo hàng cho hắn cũng là cô gái đứng bên cạnh hắn. Cô ấy tên là Megumi, là một bác sĩ rất giỏi, nhưng vì lý do nào đó đã làm việc cho tên Kanryu này. Tên thương nhân này rất tàn bạo và xảo quyệt. Khi đạt được mục đích thì hắn ta sẽ cho người trừ khử những người đã làm việc cho hắn. Bỗng có một tên bác sĩ trốn thoát, hắn không hề lo sợ mà còn nói tên đó sẽ được Batosai lo liệu. Kanryu đã mua chuộc các sát thủ giỏi nhất về làm việc cho mình, trong số đó có tên giả mạo Batosai. Megumi đã nhìn thấy hết vẻ tàn bạo của Kanryu. Cô biết rõ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo nên Megumi đã trốn thoát tên bốn mắt đó. Sau đó cô kể lại hết mọi chuyện cho cảnh sát, nhưng đâu ngờ tên Kanryu đã phái sát thủ đến giết cô. Hắn ta là một sát thủ máu lạnh, là kẻ mạo danh Batosai. Tên sát thủ này có khả năng thôi miên đối thủ rồi khiến họ chết trong đau đớn. Megumi lúc này đã nhanh chân trốn thoát tên quái vật đó. Lúc này Kaoru đang đi ngang thì nhìn thấy tên sát nhân. Cô hỏi tên giả mạo Batosai đó tại sao lại bôi nhọ phái Kamiya Kassinryu. Nhưng tên sát thủ này không muốn nói chuyện mà chỉ muốn dùng kiếm thay câu trả lời. Cô gái rút kiếm chống trả lại, nhưng tên sát thủ này quá mạnh khiến Megumi đã bị thương ở tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì anh hùng chúng ta xuất hiện. Kenshin đi trả chiếc khăn thêu cho Kaoru lại vô tình đã cứu được cô. Tên sát nhân lúc này nhận ra anh là Kenshin với vết sẹo và kỹ năng nhanh nhẹ. Hắn ta tính dùng thôi miên lên người anh, nào ngờ lại không có tác dụng gì cả. Lúc này cảnh sát cũng đã đi đến, Kenshin và Kaoru cũng có cơ hội chạy đi. Sau đó Kaoru đưa Kenshin về võ đường của mình. Cô ấy cũng nói lúc trước nơi này là một võ đường có rất nhiều môn sinh theo học, nhưng khi cha cô mất võ đường đã không còn ai. Tuy nhiên cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì võ đường này. Cô vẫn tiếp tục đi theo con đường của cha và với lý tưởng của ông. Kiếm không phải là công cụ để giết người. Phía bên này tên bốn mắt đang nằm phê pha thì cảnh sát lại đến điều tra. Không ngờ Sato năm xưa giờ đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát. Anh hỏi tên Kanryu về chuyện vụ án buôn bán mai thúy và cả tên Batosai mạo danh, nhưng có vẻ hắn không chịu trả lời. Tên bốn mắt đó còn cho thấy lòng thương cảm của mình. Hắn mang đồ ăn từ thiện cho những người khó khăn. Bên này một nhóm người đã xông vào võ đường của Kaoru. Hắn theo lệnh của Kanryu đến đây để mua lại võ đường, nhưng Kaoru nhất quyết không chịu bán. Muốn có võ đường này thì phải bước qua sát trị. Bọn côn đồ đập phá mọi thứ. Chúng bắt giữ một cậu bé, tên cậu ấy là Yahiko. Lúc trước thằng bé này vào võ đường để học, nhưng Kaoru nghĩ thằng bé chỉ đến đây để chơi thôi chứ học hành gì. Trở lại, cậu bé Yahiko xông ra đánh bọn côn đồ. Đánh đấm kiểu này thì giống như trứng trọi với đá. Thằng nhóc đó bị quăng ra ngoài. Sau đó bọn họ lại xông vào võ đường đập phá. Kaoru cũng chống trả lại nhưng không đủ sức. Bất ngờ bên ngoài có một tên côn đồ bị ai đó đánh bay ra xa. Đó chính là Kenshin, anh đến đây để cứu Kaoru. Sau khi đọc 5 điều Bác Hồ dạy xong, Kenshin xông vào đi đường quyền với mấy tên côn đồ. Anh chỉ dùng tay thôi cũng đủ để hạ gục vài tên. Sau đó Kenshin tiến vào võ đường. Với sự tôn kính, anh đã bỏ đôi tông lào của mình ở ngoài. Rồi cậu dùng hai thanh kiếm gỗ đánh bọn côn đồ kia.
Với tốc độ nhanh và kỹ năng điêu luyện, anh đã hạ gần hết chúng. Sau đó Kenshin đã rút thanh kiếm của mình ra, bọn côn đồ cười nhạo anh vì đó là một thanh kiếm lưỡi ngược. Kenshin dùng thanh kiếm đánh tới tấp bọn chúng. Trong nháy mắt tất cả đã nằm xuống hết. Kaoru giờ đã biết được anh chính là tên sát thủ Battosai năm xưa. Bỗng người dân bên ngoài ào ào vào trong. Đúng lúc cảnh sát cũng đã đi đến. Điều tra một lúc cảnh sát bắt Kenshin đi vì tội gây rối an ninh trật tự. Lúc này Kaoru mới chạy lại hỏi tên ân nhân. Bên trong ngục Kenshin đã gặp lại người bạn cũ của mình, đó là Sato. Cậu ta đến gặp Kenshin để bàn công việc. Sato dẫn Kenshin đến gặp một người. Ông ấy là Yamagata, một người quen cũ của Kenshin. Lúc trước Kenshin cùng phe với ông ta. Yamagata là một người muốn xã hội có sự bình yên không bạo lực. Nhưng bọn buôn mai thúy lại muốn điều ngược lại. Thế là Yamagata đã đề nghị Kenshin giúp mình trừ khử bọn chúng. Nhưng Kenshin giờ đây đã rửa chân gác kiếm. Anh không muốn nhúng tay vào chuyện giết người nữa. Sato bên này rất tức giận. Anh ta rút kiếm ra muốn đấu với Kenshin. Sato muốn Kenshin tái xuất giang hồ. Nhưng Kenshin vẫn giữ vững quan điểm của mình. Vì thanh kiếm anh đang mang là lưỡi kiếm ngược nên Kenshin đã tự làm bản thân mình bị thương. Ông Yamagata bên này thấy vậy cũng thương xót thả anh về. Ra đến cổng Kenshin lại bắt gặp Kaoru. Cô ấy mang cho Kenshin chiếc ô rồi ngỏ ý mời Kenshin về võ đường của mình. Kenshin cũng thẳng thắn đồng ý luôn. Đến võ đường Kenshin đã làm quen được cậu nhóc Yahiko và cô gái Megumi. Phía bên này tên bốn mắt muốn đẩy nhanh tiến độ buôn bán mai thúy. Hắn muốn cả nước đều phải quỳ xuống van xin hắn. Sau đó tên Kanryu cũng đã lên chợ Fifi và mua cho mình con hàng đại bác sáu nòng đã được sơn vàng tăng đam. Tên mạo danh Battosai lúc này vẫn tiếp tục hành nghề đâm thuê chém mướn của mình. Trong lúc đi dạo thì Kenshin hồi tưởng lại cảnh tượng khó quên. Đó là cảnh này, lúc trước Kenshin đang làm nhiệm vụ. Anh đã giết một người, người này có ý chí mãnh liệt nên anh ta đã gượng dậy quyết chiến với Kenshin. Vết sẹo của anh cũng đã từ đây ra. Sau đó Kenshin vẫn nhẫn tâm kết liễu anh ta. Đó là một quá khứ đau buồn mà Kenshin không bao giờ quên. Trở lại hiện tại, Kenshin cùng với mọi người đi ăn. Đúng lúc tên bốn mắt đã đi đến. Megumi lúc này nhanh chân chim cút trước. Tên Kanryu muốn dùng tiền mua chuộc Kenshin nhưng cậu đã từ chối. Bỗng có một tên máu chó xuất hiện. Thằng cha này tên là Sanosuke. Anh ta là một người hay gây rối đánh nhau. Kanryu đưa tiền cho Sanosuke và muốn Sanosuke trừ khử Kenshin. Tên máu chó mang theo một thanh đại đao. Cầm để làm màu vậy thôi chứ đánh đấm kiểu gì. Kenshin dùng vài đường cơ bản đã khiến tên đó mệt thở không nổi. Sau cùng Sanosuke đã bỏ cuộc vì mãi mà Kenshin không chịu rút kiếm. Cuối cùng trận đấu kết thúc tại đây. Sanosuke trả lại tiền cho tên bốn mắt rồi rời đi. Ngày hôm sau trong lúc đang lúc ăn cơm thì người dân lại đến cầu cứu. Rất nhiều người đã bị ngộ độc do nguồn nước. Cũng may là có Megumi, cô đã tạo ra thuốc giải rồi chữa lành cho mọi người. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mọi người đã biết thân phận thực sự của Megumi. Cô là người có truyền thống với nghề y thuật. Sau chiến tranh họ đã bị giết hết, chỉ còn lại mình cô. Kenshin đã nghi ngờ hành động của Megumi. Cô cũng kể cho Kenshin nghe về các nạn nhân mà cô đã chế tạo mai thúy cho họ. Cô đã từng làm việc cho tên Kanryu. Megumi hối hận khi làm việc cho hắn. Thứ độc hại này đã làm cho nhiều người phải khổ sở. Sau khi nghe những lời của Megumi, Kenshin càng căm thù tên Kanryu. Anh quyết phải đi tiêu diệt hắn. Lúc này anh chàng máu cho cũng muốn xin đi theo giúp đỡ. Trong khi đó Megumi đã một mình đi đến chỗ tên Kanryu. Cô để lại bức thư, nếu tôi không đến chỗ hắn ta thì hắn sẽ không tha cho mọi người. Hóa ra trước đó thuộc hạ của Kanryu đã đến gặp cô. Hắn dọa sẽ làm hại những người xung quanh nếu cô không quay về. Vụ người dân bị ngộ độc cũng do hắn làm. Hiểu được mọi chuyện, Kenshin cùng với anh chàng máu chó lên đường giải cứu Megumi. Bên này Megumi đang có ý định ám sát tên Kanryu. Cô đến đây để tiêu diệt hắn chứ không phải giúp hắn. Nhưng do là con gái chân yếu tay mềm nên Megumi đã thất bại. Bên ngoài Kenshin và người bạn cũng đã đến. Cả hai bay đến dọn dẹp sạch sẽ bọn thuộc hạ. Dù số lượng bên kia đông đảo hơn nhưng Kenshin vẫn một mình anh chấp hết. Anh có kỹ năng dùng kiếm tốt kết hợp với tốc độ nhanh nhẹn. Bọn thuộc hạ chớp mắt nằm xuống hết phân nửa. Tên bốn mắt lúc này sợ đái cả ra quần. Tao cho tiền nè, đứa nào mạnh lên giết tên Kenshin nhanh lên. Chẳng mấy chốc cả đám lính canh đã bị hạ. Cả hai tiến vào nhà. Tại đây một tên liều nhiều ăn nhiều bước ra ngăn cả hai người lại. Người bạn Sanosuke đã quyết đấu với hắn, còn Kenshin thì đấu với tên đeo mặt nạ. Có vẻ tên này khó xơi hơn mấy tên kia. Hắn tấn công tới tấp Kenshin. Nhờ có tốc độ nhanh mà Kenshin đã hóa giải chiêu thức của hắn. Sau đó Kenshin thi triển kiếm pháp của mình. Tên mặt nạ cũng hẻo luôn. Bên này tên máu liều đấu với máu chó. Cả hai chiến đấu quyết liệt từ bên ngoài đánh vào trong nhà bếp. Nhưng có vẻ Sanosuke đang bị yếu thế. Bỗng cậu lấy thịt và rượu ra nhậu một mình. Dường như sức mạnh của Sanosuke được tăng lên. Có vẻ sức mạnh của cậu chỉ phát huy khi được ăn no. Rồi Sanosuke đánh trả với nắm đấm uy lực lớn khiến tên máu liều lúc này nằm lăn ra đất. Bên này tên Kanryu đang cùng với đại bác sáu nòng của mình. Hắn xả đạn vào Kenshin và Sanosuke. Cây súng này uy lực quá lớn làm cho cả hai người chỉ biết ẩn nấp chờ thời cơ. Lúc này Sato cũng đến giúp Kenshin. Kenshin cùng với Sanosuke giả vờ đầu hàng nhằm đánh lạc hướng tên bốn mắt. Sato nhân cơ hội phía sau dùng kiếm chém cái đèn trên trần nhà làm nó rơi xuống chỗ Kanryu đang đứng. Cuối cùng tên đó đã bị bắt giữ. Kenshin cũng đi đến giải cứu cho Megumi. Anh cũng biết được một điều bất ngờ. Kaoru hiện giờ đang bị tên Battosai Fake bắt làm con tin. Hắn muốn quyết đấu với Kenshin một trận sinh tử.
Khi Kenshin đến nơi thì tên Battousai Fake đã dùng thôi miên lên người Kaoru. Hắn ta muốn Kenshin rút kiếm và muốn anh phải phá bỏ lời thề của mình. Cả hai xông vào đánh nhau, Kenshin lúc này đã bị yếu thế vì anh vừa mới chiến đấu ở trận trước. Kaoru lại còn đang bị bắt giữ. Do vậy tên Battousai Fake đã tấn công tới tấp Kenshin. Rồi hắn đâm cậu bị thương, tốc độ tên này cũng nhanh ngang với Kenshin. Kenshin bị hắn đánh bay ra bên ngoài. Tên Battousai Fake quay qua dùng thôi miên lần nữa lên Kaoru. Lần này cô sẽ cảm thấy khó thở. Kenshin lúc này tức giận anh bay tới tấn công tên sát nhân với tốc độ kinh ngạc. Tên Battousai Fake háo hức điều mà hắn mong đợi cũng đã đến. Lúc này Kaoru chỉ còn 2 phút nữa sẽ chết. Để hóa giải phải giết tên Battousai Fake này, Kenshin lúc này đã sử dụng tuyệt chiêu cuối. Cậu tấn công vào tay của hắn làm cho hắn ta không thể dùng kiếm giết người nữa. Như vậy cậu cũng sẽ không phá vỡ lời thề của mình. Nhưng tên sát nhân lại thấy tủi nhục cuối cùng hắn đã tự mình kết liễu. Nhờ vậy Kaoru đã thoát chết. Kenshin bế Kaoru về trị thương. Tên Kanryu bên này cũng bị cảnh sát giải về nhà lao. Sau khi dẹp được bọn buôn bán mai thúy, Kenshin và những người bạn đã có những giây phút bên nhau vui vẻ. Võ đường của Kaoru ngày càng có nhiều môn sinh hơn. Kenshin chính là động lực của bọn họ. Nhưng anh chàng mặt sẹo này không muốn dạy kiếm pháp cho ai hết. Vì anh nghĩ rằng ở thời đại này kiếm là dùng để cứu người chứ không phải để giết chóc. Lúc này Megumi cũng ở lại võ đường. Hiện giờ cô ấy đã có một phòng khám cho riêng mình. Cứ tưởng Kenshin sẽ sống an nhàn vui vẻ cùng hai bình sữa của mình thì tại Tokyo lại xuất hiện một nhóm người gây rối mới. Sato cũng đến đây xem tình hình. Người của anh đã chạm mặt với bọn chúng. Lúc đến gặp tên cầm đầu thì thấy các đồng đội của anh đang treo lơ lửng. Tên cầm đầu đó quấn băng khắp người như xác ướp Ai Cập. Sau đó hắn hạ sát từng đồng đội của Sato. Sato lúc này tức giận không nói nên lời. Tên quấn băng đó dường như hắn ta bị thương khắp người. Hóa ra hắn là người đã tham gia vào trận chiến năm xưa cùng với Sato và Kenshin. Sato tính đi lên đấu với hắn thì tên quấn băng lặng lẽ rời đi. Sato chỉ biết ôm cơn hận thù này trong lòng. Và đó cũng là lý do mà cảnh sát đến nhờ Kenshin. Bộ trưởng bộ ăn nhậu ông Tokuda muốn Kenshin đi kết liễu tên cầm đầu. Vì ông lo lắng cho tương lai của đất nước sau này. Hắn ta tên là Shishio, là một kẻ thuộc phe Minh Trị. Xét về tốc độ kiếm thuật thì hắn ta ngang ngửa Kenshin. Tên đó cũng được coi là kẻ kế thừa sát thủ Battousai. Sau khi chiến thắng, hắn đã bị chính đồng đội của mình ra tay sát hại rồi họ đốt xác hắn. Cứ tưởng rằng tên này đã về chầu ông bà ông vải rồi thì nào ngờ kỳ tích xảy ra. Một cơn mưa tuyết làm dập tắt đám cháy. Một người bị thương toàn thân dùng hết sức mình bò dậy. Hắn quay trở lại muốn tiêu diệt hết người phe chính phủ mới. Hắn ta đã bắt đầu kế hoạch trở lại của mình. Tên đó thu nạp các sát thủ cùng lý tưởng với mình rồi lập ra một băng nhóm mới lật đổ chính phủ. Thế nên ông Tokuda mới nhờ sự giúp đỡ của Kenshin. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì mọi tội lỗi từ trước đến nay coi như xóa sạch. Sau đó ông bộ trưởng cho Kenshin thời gian về suy nghĩ. Anh quay về nhà bàn chuyện với mọi người. Lúc này tên Shishio đã cho sát thủ bán theo xe ông bộ trưởng. Hắn ta có tốc độ rất nhanh và kỹ năng cao siêu. Rất nhanh hắn ta đã ám sát ông bộ trưởng. Trước khi tiện ông lên đường, hắn còn để lại lời nhắn của Shishio. Kenshin lúc này đã chứng kiến mọi chuyện, nhiều người trong làng đã bị hắn sát hại. Cậu quyết định đi tiêu diệt tên xác ướp Ai Cập đó, không cho hắn lộng hành nữa. Trên đường về Kaoru đã ngăn cản anh lại, cô không muốn Kenshin quay lại con đường giết người như lúc trước. Nhưng sau khi nghe Kenshin giải thích mọi chuyện, cô cũng thấy hợp lý đồng ý cho anh đi. Kenshin cải trang đi trên đường nhưng đã bị bọn thuộc hạ Shishio phát hiện. Bên này tên máu cho tức giận khi biết Kenshin đi mà không rủ mình. Cậu bực bội đi ra ngoài nào ngờ lúc này chạm mặt ngay một tên rất kỳ lạ. Hắn hỏi Sanosuke về vị trí tên Battousai đang ở đâu, Sanosuke bên này không trả lời. Hắn ta bay vào đánh tới tấp Sanosuke, nhưng vì Sanosuke là vua lì đòn nên anh chịu đựng nổi. Kết quả một lúc sau hắn ta đã đánh anh đến ba má nhìn cũng không ra. Cũng may Megumi đến kịp không thôi Sanosuke đi bán muối rồi. Tên sát thủ đó rời đi, lúc này Kenshin đang nghỉ ngơi lấy nước uống thì anh bị ai đó trộm thanh kiếm. Nhìn dáng vẻ cô gái này dường như không biết dùng kiếm. Hóa ra cô ấy tên là Misao. Cô ấy lấy kiếm của Kenshin vì bây giờ có lệnh không ai được mang kiếm theo bên mình. Sau đó cả hai chơi trò đố anh bắt được em. Nhìn dáng vẻ dường như họ đang quay top top cùng với nhau. Sau khi nghe Kenshin giải thích về cây kiếm lưỡi ngược, cô gái mới bỏ qua cho anh. Bỗng có một cậu bé chạy lại cầu cứu. Cả hai đi theo cậu bé đến nơi thì thấy một người đàn ông khắp người đều dính máu. Đó là anh trai của cậu bé. Vì tên Shishio đã phát hiện ra thân phận là cảnh sát nên anh đã bị người của bọn chúng tấn công. Ngoài ra anh của cậu bé còn nhờ anh cứu lấy bố mẹ của mình. Sáng hôm sau hai người theo chân cậu bé đi đến ngôi làng. Tại đây họ đã chứng kiến bố mẹ cậu bé bị thuộc hạ Shishio cho đăng xuất. Bọn côn đồ đó cũng xuất hiện. Kenshin tức giận lao lên đánh bọn chúng. Dù số lượng có đông đảo hơn nhưng do anh là sát thủ số 1 Battousai nên chỉ trong nháy mắt tất cả đã bị anh hạ gục. Khi đưa bố mẹ cậu bé xuống, dân làng chạy ra can ngăn lại vì nếu làm vậy sẽ chọc giận ngài Shishio. Dù vậy Kenshin vẫn hạ hai người đó xuống rồi mai táng cho họ. Bỗng thuộc hạ của Shishio xuất hiện mời Kenshin về căn cứ. Tên Shishio lúc này cũng đang thỏa mãn thú vui chém người của mình. Mặt khác Megumi khuyên Kaoru nên đi đến Kyoto để giúp Kenshin. Sanosuke và Yahiko cũng đi theo góp vui. Bên này Kenshin đã chạm mặt với Shishio. Cả hai người nói chuyện về đất nước mới. Tên Shishio muốn thâu tóm cả đất nước về tay mình nhưng Kenshin đã không đồng ý.
Vì việc Cicio đang làm chỉ mang đến giết chóc đau thương, cả hai bất đồng quan điểm, Kenshin quyết định sẽ ra tay kết thúc chuyện này. Nhưng Cicio đã cho thuộc hạ của mình là Sojiro lên trước, tên này khá mạnh, tốc độ của hắn ngang hàng với Kenshin. Trận chiến diễn ra một lúc thì cả hai về trạng thái rút kiếm, hai người nhanh tay rút kiếm mình ra tấn công đối phương. Kết quả kiếm của Kenshin bị gãy làm đôi, trận chiến lúc này cũng kết thúc. Trên đường dạo phố, Kenshin gặp lại Misao, cô ấy mời cậu về quán trọ tá túc. Đến nơi, nhìn bề ngoài là quán trọ nhưng bên trong là nơi trú ẩn của các ninja. Chính bản thân cô cũng là một ninja, họ trước đây là mật thám của chính phủ, với nhiệm vụ là thu thập thông tin. Trong nhóm này có một người rất giỏi, anh là người đã từng giao đấu với Sanosuke lúc trước. Anh ấy tên là Aoshi, là một đội trưởng đội mật thám. Sau khi trận chiến kết thúc, chính phủ đã ra lệnh xóa sổ những người trong đội mật thám. Vì Kenshin đã tham gia trong trận chiến đó nên Aoshi muốn tự tay mình giết anh để lấy lại danh tiếng cho những người đồng đội. Kenshin cũng hiểu ra mọi chuyện là do mình, nhưng chuyện cấp bách lúc này là phải giải quyết tên Cicio trước. Kenshin cũng có một thỉnh cầu nhờ đội mật thám. Anh muốn tìm người đàn ông tên là Saku để rèn lại thanh kiếm của mình. Bên này tên Cicio đang bàn chuyện với một người thương gia. Hắn có vẻ giống như tên Kanryu ở trận trước. Trong tay tên này cũng giữ cái đại bác sáu nòng. Lúc này tên Cicio cũng cho tập hợp băng thập bản đao. Hắn muốn khơi mào chiến tranh với chính phủ. Không lâu sau một tên tóc vàng xuất hiện. Trên người hắn gắn đủ các loại kiếm thật không biết dùng sao cho hết. Tên này rất máu chiến. Hắn nghe tin có Batosai xuất hiện tại đây thì liền đi kiếm chuyện. Kenshin lúc này cũng đang đi tìm người đã từng rèn kiếm cho mình. Lúc trước anh đã có hẹn ước với ông rèn kiếm này. Anh hứa sẽ không giết người nữa và ông cũng rèn kiếm tặng cho anh thanh kiếm lưỡi ngực. Ông ấy còn nói nếu thanh kiếm này gãy mà cậu chưa sát hại ai thì đến đây ta rèn cho cây mới phở di. Khi đến nơi mới biết ông đã mất một thời gian, bây giờ chỉ còn lại con trai của ông ấy. Và hiện giờ người nối nghiệp duy nhất của ông đã không còn rèn kiếm nữa. Vì thời đại bây giờ kiếm đã không còn như trước. Sau đó Kenshin rời đi. Một lúc sau tên tóc vàng bên cạnh Cicio đi đến. Hắn ta muốn thanh kiếm cuối cùng của cha anh để lại. Tên tóc vàng đó đã bắt cóc đứa bé đi. Không còn cách nào, Seiku nhờ đến Kenshin ra tay giúp đỡ. Tên tóc vàng đang chơi đùa với đứa bé thì Kenshin đi đến. Cậu muốn quyết đấu với tên máu chiến này một trận. Tên tóc vàng hăng máu lao vào. Cả hai chiến đấu quyết liệt. Vì thanh kiếm bên người Kenshin đã bị gãy nên anh không thể rút nó ra. Không lâu sau Kenshin bị tên đó tấn công áp đảo. Bên này Kaoru và Yahiko đang trên đường tìm Kenshin. Nghe mọi người nói có hai tên samurai đánh nhau trên đền thờ. Cả hai cũng nhanh chân chạy đến tìm. Bên này Kenshin dùng kỹ năng kiếm pháp của mình. Anh đã đánh một phát phía sau tên tóc vàng. Nhưng tên này là vua lì đòn hay sao mà hắn ta đứng dậy lật ngược tình thế áp đảo vào Kenshin làm anh bay ra xa. Seiku bên này thấy Kenshin ở thế bất lợi nên anh đã chạy đến một đền thờ. Tại đây anh lấy ra thanh kiếm cuối cùng mà cha của anh đã rèn. Anh ấy tin rằng Kenshin là người phù hợp nhất sử dụng nó. Phía bên này cả hai đánh nhau dữ dội. Lúc này Yahiko và Kaoru cũng đã đến. Seiku nhanh tay ném thanh kiếm cho Kenshin. Cậu bay lên nhận thanh kiếm với tư thế không thể nào đẹp mắt hơn. Rồi tên tóc vàng đe dọa sẽ ra tay với đứa bé. Sự tức giận trong người Kenshin vùng lên, anh bay đến chém nhanh một phát trúng tên tóc vàng. Kaoru bên này bất lực nghĩ rằng Kenshin đã phá bỏ lời thề. Nhưng Yahiko lại kiểm tra thì đó cũng là một thanh kiếm lưỡi ngược. Thì ra ông Saku đã biết trước mọi chuyện, thanh kiếm đó sinh ra là dành cho Kenshin. Seiku lúc này cũng bàn giao thanh kiếm lại cho Kenshin. Anh cũng giải thích thanh kiếm trước kia anh mang đó là thanh kiếm thường, còn bây giờ mới là thanh kiếm thật được tăng đam. Nó phải là dân nạp VIP mới sử dụng được. Bên này cảnh sát đã biết âm mưu của Cicio là hỏa thiêu Kyoto. Hắn đã tập hợp xong lực lượng chuẩn bị chiến đấu. Phía cảnh sát cũng huy động mọi quân đội đến Kyoto, đồng thời sơ tán người dân trong thành phố. Đội mật thám lúc này cũng ra tay giúp đỡ. Họ đi vào căn phòng bí ẩn rồi lấy ra những vũ khí của mình. Bên này Kaoru và Yahiko cũng muốn tham gia. Cả đội quân mai phục ở trước cầu. Cuối cùng trận đấu đã nổ ra, cả hai phe xông vào chiến đấu quyết liệt. Sato và Kenshin bên này chấn giữ một phía. Sanosuke cũng ra chiến đấu. Với phong cách chiến đấu màu liều nhiều hơn máu não, Sanosuke đã hạ được một đám người. Kenshin cùng với thanh kiếm mới trong tay, anh đã biểu diễn vài pha đẹp mắt khiến đối phương nằm lăn ra đất. Phía bên này chủ quán đã có một trận sinh tử với Aoshi, anh muốn tìm tên Batosai để trả thù nhưng bị chủ quán ngăn lại. Vì giờ cậu đã không thể kiểm soát bản thân, cả hai lao vào đánh nhau. Thanh kiếm dài của Aoshi cũng được sử dụng, thanh kiếm được tách thành hai thanh kiếm nhỏ. Ông chủ quán lúc này rơi vào thế bị động. Tuy là một ninja nhưng do tuổi già sức yếu nên ông không thể đánh lại. Tuy nhiên ông ấy vẫn cố gắng ngăn cản Aoshi đến gặp Kenshin. Nhưng Aoshi bây giờ như thằng ngáo đá đã mất hết lý trí, cậu nhẫn tâm ra tay giết hại ông chủ quán. Đúng lúc Misao cũng đến, cô đã chứng kiến hết mọi chuyện. Lúc trước cô rất hâm mộ Aoshi nhưng giờ đã tan vỡ. Bên nhóm Kenshin lúc này nhận ra một điều, trong trận chiến không hề thấy bóng dáng của Cicio và thuộc hạ của hắn. Kenshin suy nghĩ một lúc, anh chỉ lên bản đồ và nói tên đó muốn tấn công vào Tokyo và phá hủy đất nước. Bên này Kaoru gặp chuyện không may, cô bị tên thuộc hạ của Cicio bắt giữ. Kenshin đã nhận ra nên anh đã đuổi theo. Tuy Kenshin có khinh công giỏi nhưng không thể nào nhanh bằng ngựa được. Sau đó Kenshin cũng leo lên một con ngựa đuổi theo. Rất nhanh Kenshin đã đến được một bến cảng. Cicio và thuộc hạ của hắn đang ở trên tàu. Vì thời tiết khắc nghiệt nên hắn chưa thể thực hiện được kế hoạch.
Kenshin lúc này cũng lên được tàu. Tại đây anh giao chiến với mấy tên thuộc hạ. Shishio cuối cùng cũng lộ mặt, hắn dùng Kaoru uy hiếp Kenshin. Shishio muốn Kenshin trở thành sát thủ Battosai một lần nữa. Sau đó hắn ta quyết đấu với anh. Vì lo cho an nguy của Kaoru, anh không thể nhập tâm chiến đấu. Bỗng tên thuộc hạ đẩy Kaoru xuống biển, Kenshin không màng tính mạng mà nhảy theo xuống biển để tìm Kaoru. Shishio trên này quá thất vọng về Kenshin, vì tình mà cậu bỏ luôn mạng sống. Bão lúc này quá lớn nên anh cũng không thể tìm ra Kaoru. Sáng hôm sau Kenshin được trôi giạt vào một bờ biển. Tại đây anh được một người bạn của đạo diễn cứu sống. Hóa ra người đàn ông này không ai khác chính là sư phụ của Kenshin. Nhiều năm trước, khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, ông đã nhận ra khí chất toát ra trong người của cậu nhóc và đã quyết định thu nhận cậu làm đệ tử chân truyền của mình. Hy vọng một ngày nào đó cậu lớn lên sẽ thay đổi được thế giới đầy đau thương này. Trở lại hiện tại, Shishio đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Hắn muốn tấn công Tokyo rồi lật đổ chính phủ. Hắn bố trí một con tàu lớn xung quanh có nhiều súng thần công. Shishio ra lệnh bắn vào một ngôi làng làm cho người dân ở đây sợ hãi chạy tá hỏa. Phía chính phủ lúc này phái người ra đàm phán với hắn. Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện Shishio không bàn đến chính trị mà hắn cứ nhắc tới nỗi đau của mình. Nếu ai phản kháng ý hắn nói thì sẽ bị người của Shishio trừ khử ngay. Sau đó Shishio yêu cầu chính phủ bắt Kenshin và xử tử trước quần chúng. Nếu không chấp nhận đề nghị thì hắn ta sẽ cho phá hủy toàn bộ nơi này. Shishio rút trong tay ra một thanh kiếm có thể phun ra lửa. Không ngờ tên này có một vũ khí lợi hại đến vậy. Không còn cách nào khác, chính phủ phải ra lệnh truy nã Kenshin. Để bảo vệ người dân và quyền lợi họ bắt buộc phải làm như vậy. Bên này Sanosuke và Misao đang tức giận với quyết định của chính phủ. Bất ngờ có một người đi đến đưa cho họ một chiếc khăn. Hóa ra đó là tấm khăn tay mà Misao tặng cho Kaoru trong lúc chiến đấu. Cũng nhờ chiếc khăn tay mà mọi người đã biết cô vẫn bình an. Sau đó Sanosuke và Yahiko chạy đến tìm Kaoru. Nhìn thấy cô vẫn bình yên vô sự, mọi người cũng nhẹ lòng. Có điều Kaoru lúc này vẫn còn đang hôn mê. Sato bên này biết chuyện, cậu tức giận với quyết định của ông bộ trưởng. Không ngờ chính phủ đã quay lưng với người từng giúp họ. Kenshin lúc này cũng đã tỉnh lại. Cậu hối hả chạy đi tìm Kaoru, nhưng sư phụ đã ngăn cậu lại. Ông nói Kenshin hãy bình tĩnh nghỉ ngơi ăn chơi tắm nắng. Nhưng trong đầu Kenshin lúc này chỉ có hình bóng của Crash, làm sao mà nghe lọt tai lời sư phụ được. Sau một hồi thuyết phục có lý thì Kenshin cũng đã bình tĩnh. Anh muốn sư phụ dạy cho mình kiếm pháp phi thiên ngự, kiếm siêu cấp VIP Pro. Sư phụ lại không nói gì. Ông ấy muốn thử trình độ cậu sau 3 năm gặp lại. Là sư phụ có khác, ông ta chỉ sử dụng một cây gậy để đối phó với anh. Kenshin lúc này tâm không tĩnh nên anh đã bị sư phụ đánh cho sấp mặt lợn. Sau đó anh bị sư phụ hạ gục. Ông ấy cảm thấy quá thất vọng về anh. Lúc trước nếu anh ngã xuống thì sẽ nhanh chân đứng lên tấn công lại, nhưng giờ thì quá thảm hại rồi. Tối đến Kenshin tự mình tập luyện, với quyết tâm phải hạ cho bằng được tên Shishio và cứu những người dân. Bên này cảnh sát đã bắt đầu đạn và đại bác để chuẩn bị cho cuộc phản công. Dường như họ đang toan tính điều gì đó. Lúc này Kaoru cũng đã tỉnh dậy. Cô tin rằng Kenshin vẫn còn sống nên Kaoru quyết định đi đến Tokyo để tìm anh. Ông lão quán trọ lúc trước cũng đã hồi phục. Hóa ra ông ta là ông của Masao. Ông ấy chỉ bị thương lúc đánh nhau với tên Aoshi trận trước. Ông muốn Misao và đội mật thám tìm Kenshin và bảo vệ cậu ta. Vì chỉ có thanh kiếm của Kenshin mới cứu được đất nước này. Phía bên này Kenshin đang tịnh tâm tìm ra điều mà mình còn thiếu sót. Đến sáng, sư phụ lại quyết đấu với anh một lần nữa. Ông ấy nói tâm ma bên trong anh đang ngăn cản không cho anh phát huy hết sức mạnh của mình. Điều anh cần làm là phải tìm ra điều mà anh còn thiếu sót để hóa giải tâm ma đó. Để tìm ra anh phải chiến đấu với sư phụ. Nếu như anh vẫn chưa thể tìm ra thứ đó thì sư phụ sẽ cho hết phim tại đây luôn. Trận chiến bắt đầu, Kenshin vì quá sợ hãi nên anh bị tấn công liên tục. Sư phụ đã chém anh một phát sau lưng. Tuy nhiên một lúc sau anh đánh trả lại bằng một nhát kiếm. Dần dần Kenshin đã tìm ra thứ mà sư phụ nói. Anh đã biết mục đích chiến đấu thực sự là bảo vệ những người xung quanh mình. Trong lúc tạm biệt sư phụ, Kenshin gặp cô gái Masao. Cô ấy đến thông báo rằng Kaoru vẫn còn sống. Điều đặc biệt hơn là chính phủ đang truy nã anh. Sau đó Masao dẫn Kenshin về quán trọ. Lúc này Kenshin muốn gặp lại ông lão, nhưng khi vừa đi vào ông ấy đã mất tích. Hóa ra ông ấy đã đi ngăn chặn Aoshi. Ông ấy không muốn Aoshi sai lại thêm sai. Nhưng tên Aoshi bên này thẳng tay đánh ông lão. Lúc này Masao cũng đã đi đến. Tên Aoshi tính rời đi thì hắn gặp lại Kenshin. Tên đó nhảy xuống tấn công anh. Vì là giữ chức đội trưởng nên kiếm pháp của hắn cũng thuộc hàng khá bảnh. Tên đó dùng hai thanh kiếm tấn công tới tấp vào Kenshin. Cuộc chiến của hai người dùng toàn tốc độ và kỹ năng kiếm pháp. Lúc đầu Kenshin có vẻ thảm hại, nhưng khi Masao vào trận thấy cô bị tên Aoshi đã thương, Kenshin lúc này tức giận. Cậu bay lại tấn công liên tục lên người Aoshi, không cho hắn có cơ hội ra tay. Trên người quá nhiều thương tích làm tên Aoshi không thể nào đứng dậy nổi. Ông của Masao lúc này đã qua đời vì vết thương quá nặng. Đội mật thám nói điều quan trọng lúc này là ngăn chặn tên Shishio. Bên này tên Shishio tuy có sức mạnh quái vật nhưng hắn cũng có một điểm yếu. Do lúc trước hắn ta bị thương nên mỗi khi chiến đấu xong thì tên Shishio này phải được thay thuốc để bảo toàn tính mạng. Thời gian chiến đấu của hắn ta chỉ có 15 phút. Chuyện này chỉ có người bên cạnh mới biết. Kenshin trở về võ đường, cậu gặp lại Megumi. Cô ấy mang cho Kenshin bộ áo mới cùng với lời nhắn nhủ, hãy ra tay bảo vệ mọi người. Bất ngờ hàng loạt tên cảnh vệ chạy đến bao quanh anh.
Kenshin lúc này không cần rút kiếm ra cũng hạ được mấy tên, nhưng sau đó bọn chúng bắt Megumi làm con tin. Kenshin lúc này đành phải buông vũ khí xuống. Những tên cảnh sát chạy lại áp giải cậu không thương tiếc. Sau đó Kenshin được đưa vào phòng bộ trưởng. Tại đây ông bộ trưởng muốn Kenshin hợp tác với mình, nhưng Kenshin không đồng ý. Anh nói rằng một mình anh sẽ hạ tên Shishio. Ngay lập tức Kenshin bị áp giải ra chỗ hành quyết. Tên Shishio muốn Kenshin nhận tội danh Battosai. Hắn muốn anh phải đền hết tội lỗi vì lúc trước anh đã sát hại rất nhiều người. Đến nơi tên thuộc hạ của Shishio cũng chờ sẵn ở đó. Anh bị áp giải đến nơi hành hình. Kaoru và Sanosuke cũng đã đến. Tên thuộc hạ của Shishio bắt đầu đọc các tội lỗi mà lúc trước Kenshin gây ra. Tên ngáo đó còn lên mặt mắng Kenshin. Trong lúc đó tưởng đâu Kenshin sẽ bị xử tử thì một điều bất ngờ xảy ra. Hóa ra người hành quyết là Sato. Họ đã dựng lên một màn kịch để lừa bọn thuộc hạ Shishio. Kaoru và Sanosuke bên này nhẹ cả người. Kenshin rút thanh kiếm mình ra. Anh cùng với Sato đánh đuổi bọn thuộc hạ Shishio. Sanosuke bên này cũng nhảy vào tham chiến. Bọn thuộc hạ của Shishio biết mình bị lừa nên bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy về thuyền. Sanosuke và Kenshin bên này cũng lên chiếc ghe ngo đuổi theo quyết đấu với chúng. Sato ở lại đối đầu với đám thuộc hạ. Một mình Sato cân 2 cân 3. Sau đó Sato thể hiện tuyệt kỹ của mình và hạ được tên cuối cùng trong nhóm của Shishio. Lúc này Kenshin và Sanosuke cũng đã lên tàu. Cả hai dễ dàng dọn sạch bọn Tepsil. Kenshin biểu diễn tài năng của mình. Anh dùng kiếm ngăn được cả đạn. Tốc độ xử lý của anh vượt qua cả chatbot AI. Sanosuke lúc này tiến vào bên trong. Cậu gặp ngay một tên khầy thích ăn thịt chó. Sau đó hai người xông vào đánh tay đôi. Sanosuke dường như bị hắn ta đánh áp đảo. Sanosuke bị tấn công liên tục nhưng anh đã học được tuyệt kỹ của vua lì đòn. Dù bị đánh cỡ nào thì anh vẫn đứng dậy được. Sau đó Sanosuke cho tên khầy này ăn hành nhiều hơn ăn chay. Anh dùng chiêu đánh vào chỗ hiểm kiến cho tên hòa thượng đó đứng dậy không nổi. Phía bên này Kenshin phải xử lý tên đã làm gãy kiếm anh lúc trước. Hắn ta có vẻ rất tự tin khoe cá tính. Cũng đúng thôi vì lúc trước Kenshin đã bị bại trận trước tên đó mà. Cả hai thể hiện tốc độ và tuyệt kỹ dùng kiếm của mình. Kenshin vờn tên này lên mặt một lúc rồi anh đánh trả lại. Kenshin dùng kiếm đánh thật mạnh vào chân của hắn. Tên Sojiro lúc này lơ là dường như hắn ta đã mệt rồi. Vì quá mất nhiều thời gian nên Kenshin nhanh tay dùng kiếm tấn công dứt điểm hắn. Anh tấn công liên tục vào cơ thể của Sojiro. Cuối cùng Kenshin dùng tuyệt kỹ của mình chém đứt thanh kiếm của hắn như lúc trước hắn đã từng làm gãy thanh kiếm cũ của anh. Sau đó Kenshin đọc 5 điều Bác Hồ dạy cho tên đó nghe, khiến hắn ta ôm đầu khóc lóc như con nít. Trên bờ cảnh sát bắt đầu bắn pháo phá hủy con tàu. Mặc kệ những người đang chiến đấu tại đây. Lúc này Kenshin đi vào trung tâm con tàu, bỗng cậu bị tên ngáo đá thuộc hạ của Shishio xả súng liên tục. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Kenshin điêu luyện dùng tốc độ né những viên đạn. Lúc này tên Shishio cũng đã lộ diện. Hắn ta muốn chiến đấu một trận sinh tử với Kenshin. Cả hai lao vào tấn công. Đây là trận đấu giữa những kiếm sĩ huyền thoại. Tên quái vật Shishio tấn công liên tục vào Kenshin làm cho anh rơi vào thế bị động. Kết hợp với thanh kiếm có thể phun ra lửa, Shishio tấn công mà Kenshin không thể đáp trả nổi. Cậu không thể tiếp cận hắn ta, dường như sức mạnh của Shishio được nâng lên rất nhiều. Sato lúc này cũng đã đến. Shishio bay đến đánh vào người Sato. Anh cũng bất ngờ với thanh kiếm phun ra lửa của hắn. Sato đã phải sử dụng đến tuyệt kỹ của mình, nhưng Shishio có tốc độ nhanh hơn nên anh cũng bị đưa vào thế bị động. Sanosuke vừa chạy đến thấy Sato gặp nguy hiểm nên anh đã bay đến giải cứu Sato. Sau đó Sanosuke cũng đánh mấy phát lên người Shishio, nhưng hắn ta giờ đã trở thành quái vật. Tên đó đấm lại Sanosuke một phát khiến cậu phun ra máu. Bất ngờ Aoshi cũng đến tham chiến. Hóa ra sau khi được Kenshin thông não, anh ta đã hiểu ra mọi thứ. Biết một mình không thể đánh bại được tên Shishio nên bốn người đã hợp sức lại tấn công. Có vẻ câu nói 4 đánh 1 không chột cũng què ở cảnh này không đúng. Tuy chỉ có một nhưng tên quái vật Shishio đã đánh hạ được bốn người. Nhưng điểm yếu của Shishio cũng phát huy. Thời gian chiến đấu của hắn ngày càng ngắn đi. Kenshin lúc này đứng dậy. Tên Shishio thì đứng không nổi. Vì sự đau đớn đang hành hạ hắn. Bỗng cô gái ở bên cạnh Shishio bước ra cầu xin tha mạng cho Shishio. Nhưng vì là một samurai nên Shishio thà chết chứ không chịu nhục. Hắn đã ra tay sát hại cô gái kia, đồng thời làm Kenshin bị thương. Cả hai đứng dậy quyết đấu trận cuối cùng. Kenshin bị các đòn tấn công phát ra lửa của Shishio, làm anh phải chịu nhiều thương tích. Cả hai bây giờ đã kiệt sức vì các vết thương trên người. Nhưng dù vậy Kenshin vẫn quyết tâm tới cùng. Anh có một ý chí vững chắc và niềm tin quyết thắng. Lúc này cả hai quay lại tư thế rút kiếm của mình. Kenshin bộc phát sử dụng tuyệt chiêu cuối, dùng phi thiên ngự kiếm chém gãy thanh kiếm của Shishio. Hắn ta bị thương nằm xuống sàn. Cuối cùng Shishio dùng chút sức lực của mình bế cô gái lúc nãy lên trên, rồi hắn bật chế độ tự hủy đi lãnh cơm hộp. Dường như đây là cách giải thoát mọi tội lỗi của hắn. Sau đó Kenshin cùng với những đồng đội thoát khỏi con thuyền. Trận chiến khốc liệt này cũng đã kết thúc. Cả con thuyền đều bị cháy rụi. Trên này cảnh sát cũng bắt được đồng bọn của Shishio. Kenshin và những đồng đội được cảnh sát đưa vào bờ. Kaoru và ông bộ trưởng cũng đã chờ mọi người trên bờ. Ông thông báo rằng mọi tội lỗi của Kenshin đã được xóa bỏ. Sau đó họ làm một nghi thức để cảm ơn công lao của anh. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Kenshin và những người bạn đã trở về võ đường. Mọi người cùng chung sống hạnh phúc với nhau.
Liệu ngày tháng sau này có còn sóng gió gì sẽ tìm tới Kenshin nữa không? Thì các bạn hãy ấn theo dõi kênh để đón chờ tập tiếp theo từ mình nhé. Nếu thấy video hay thì cho mình một like ủng hộ kênh ngày càng phát triển nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. 10 điểm review xin chào và hẹn gặp lại ở kỳ sau. Bye bye!